Kênh Bonsai Cần Thơ xin thân ái kính chào cô chú anh chị đang xem kênh. Hôm nay thì kênh trở lại với vườn mai Hương Diễm, địa chỉ xã Vĩnh Thành, huyện Trà Lách, tỉnh Bến Tre. Xin kính mời quý vị cùng giao lưu với vườn mai Hương Diễm. Em chào chị Hương. Em chào anh. Hôm nay trở lại kênh thì em giao lưu với cô chú anh chị em một số mai giống mai mình chơi Tết nha cả nhà. Thì số điện thoại giao lưu của em là 0378329282, địa chỉ em ở là ấp Phú Hội, xã Vĩnh Thành, huyện Trà Lách, tỉnh Bến Tre ha. Em mong cô chú anh chị em mình vào xem kênh ủng hộ giúp em ha. Thích cây nào thì liên hệ em qua số điện thoại trên ha. Và trước tiên hôm nay em giao lưu là cái cây dậu Thủ Đức này là 4 mùa luôn nha cả nhà. Đây. Rồi, cây dậu Thủ Đức. Em đo thử cây cho cô chú anh chị em mình xem ha. Rồi, chiều cao cái cây này là 55. Cao 55. Tán ngang. Tán ngang là 40. 40. Quanh gốc chắc là 6-7 thôi ha. Quanh gốc này 7 nè ha. Cái củ đế nè. Củ này cũng nha, vô lò xo ha. Củ này là 23. Rồi, thì em giao lưu cái cây này là giá 500.000, một cây thì em gửi hàng, hai cây thì em bao phí vận chuyển luôn nha cô chú anh chị. Đây, lô đây, cái lô này rất là đẹp luôn ha. Đó. Lô này quấn đẹp con ha. Con rắn cũng rất là đẹp luôn ha. Cây này là cây cúc hương chùm. Cúc hương chùm. Đó. Này, cây này hồi nãy là cái cây dạ Thu Đức. Còn cái cây này là một cây Tân Châu. Đó. Là giá cái lô này thì giá 500.000 một cây. Một cây thì em gửi, hai cây thì em bao phí vận chuyển luôn cô chú. Một cây gửi hàng, hai cây bao phí vận chuyển. Thì cô chú anh chị em mình ưng ý cái cây nào thì hãy hoặc là liên hệ em qua số điện thoại tên, em kết bạn Zalo em sẽ chụp hình gửi cho cô chú anh chị em mình ưng thì chốt giúp em ha. Đó, em cho cô chú anh chị em mình xem ha, cái lô này rất là đẹp luôn ha. Đó, cây này cây là dạ Thủ Đức ha. Chi tàn rất là đều luôn ha đây. Mai này mình Tết mình chơi khỏi chơi luôn ha. Đó. Rất là đẹp luôn, tàn chi tàn em sửa đều luôn. Đó. Thì chiều cao mình nằm từ giá này mình lấy là từ 45-50 đổ lại đi. Đó, mình cho mình dễ ha. Chiều cao 45-50. Tán ngang từ 35-40. Thì mình cho cô chú anh chị mình xem vài cây nữa ha. Đây, đó. Đặc biệt cái hồ này ha, rất rễ rất là đẹp, liền thân liền cốt liền cành luôn ha. Chi tàn rất là đều luôn. Đây. Thì em nhắc lại là giá 500.000 một cây, một cây em gửi hàng ngay kia em bao phí vận chuyển luôn ha. Rồi, tiếp theo là loại thứ hai, sang loại thứ hai ha. Bên đây một cái lô cúc nha cả nhà. Đây là một cái lô cúc. Rồi, cái này đây cúc là lô la là cô lô cúc hương chùm. Đó, cúc giá 200.000 một cây. Rất là đẹp luôn ha, liền thân luôn này nè. Lô này là hai mùa ha. Em sửa chi tàn rất là đều luôn. Củ đế là rất đẹp luôn. 200.000 một cây, hai cây em gửi hàng vào, 5 cây thì em bao phí vận chuyển luôn nha cả nhà. Đó. Thì chiều cao mình lấy từ em đo thử cái cây này đi. Chiều cao mình lấy từ 40 đến 45 đi nha cả nhà. Đó. Có cây thì 40 45 đó. Quanh thân thì chỉ cỡ bằng ngón tay cái. Cây nào cũng rất là đẹp luôn đây. Đó. Củ đế rất đẹp. Củ đế đẹp ha. Đặc biệt là vườn em là mà lô mai củ đế rất là đẹp luôn nha cả nhà. Nó từ đầu thì cô chú anh chị em mình đã xem video của em thì lô mai nào cũng rất là đẹp luôn ha. Lô này em có là cúc Tân Châu, dảo Phú Tân, cúc Thọ Hương, cúc Hương Chùm. Đó, cây nào cũng rất là đẹp đây, tương tự đây một cái cây cúc Tân Châu đây ha. Đế cũng rất là đẹp luôn đây. Rồi, đây đẹp. Chi tàn rất là đều luôn ha. Nó chi tàn cành rất là đẹp luôn. Đó. Thì cô chú anh chị em mình đến tại vườn em sẽ bán giá sỉ cho cô chú anh chị em mình về mình bán lại Tết ha, hoặc là mình trồng dưới lô này mình trồng dưới đất ha. Đây cũng là một cây dạo Thủ Đức luôn ha. Đó. Rất là đẹp luôn ha. Đó. Khá đẹp ha. Chi tàn thì em đã sửa rồi luôn nè. Rất là đẹp. Rồi tiếp theo là loại thứ ba mình qua bển đi. Rồi cái giá này hồi nãy là 200.000 một cây hả chị? Dạ, cái giá này thì 200.000 một cây. Rồi, bao nhiêu cây thì gửi 2 hàng? 2 cây em gửi hàng và 5 cây thì em bao phí vận chuyển. Dạ rồi, mình chuyển sang loại tiếp theo ha. Loại tiếp theo loại bự bên đây đi anh. Rồi, mình chuyển sang loại tiếp theo ha. Rồi, loại tiếp theo thì em giao lưu với cô chú anh chị em mình cái lô mai dảo tự sắn nha. Dảo tự sắn. Cái lô dảo tự trắng này rất là đẹp luôn ha. Nè, đó. Lô dảo tự sắn này em đo thử một cây cho cô chú anh chị em mình xem ha. Chiều cao cái cây này là 66. Cao 66. Tán ngang mình lấy 45 đi. Tán ngang được 45. Rồi, để em coi hoành gốc. Rồi, hoành gốc. Hoành gốc cái cây này là 14 nè.
canh gốc cây 14. Đó. Thì em giao lưu là giá 1,5 triệu thì em bao phí vận chuyển luôn nha cô chú anh chị. 1,5 triệu một cây, đó. Bao phí vận chuyển luôn. Thì cái lô này nè, anh coi cho xem cái tiếp cây này có gì nữa nè. Rồi. Đó. Nó chi tàn rất là đều luôn ha, nó buông dài rất là đẹp luôn đây. Dảo này sắn kẹo luôn nha cô chú. Tự sắn tên, tự tên xuống dưới nha, sắn kẹo ha. Sắn cục cục rất là đẹp luôn ha, nó buông dài luôn ha. Đó, cái lô này thì cái cây hàng lớn này là giá 1,5 triệu một cây, em bao phí vận chuyển luôn. Đây, đó. Hoặc là cô chú anh chị em mình lấy cái lô nó nhỏ hơn, nó lùn hơn đây. Đó, thì em bán cho cô chú anh chị em mình 1,000,000 một cây. Dạ, lô này thì giá 1,000,000. Đó. Cây lùn hơn. Nó lùn nhưng mà chi tàn rất là đều hơn luôn ha. Ừ, đẹp ha, lùn. Đó, thì lô nó cũng hoành gốc từ mười mấy luôn nha cả nhà. Đó. Cây này rất là đẹp luôn ha. Cái này chiều cao trung bình như vậy. Lấy chiều cao trung bình để em đo thử con cây nha. Cây này hả? Cây này là 50 anh. Chiều cao 50. Đó. Tương tự cái cây này 50-55. 50-55, 8,000. Cô chú anh chị em mình lấy cái lô lùng, lô nhỏ này thì em để cho 1,000,000 một cây, em bao phí vận chuyển luôn ha. 8,000 khoảng 40 ha. Dạ. Rồi, này hoành gốc thì tôi cũng nằm từ 12-13 luôn nha cả nhà. Đó. Rồi. Thì nó cũng chung một lô nhưng mà nó chỉ thấp hơn. Đó, nhưng mà chi tàn rất là đều đẹp luôn đây. Cô chú anh chị em mình lấy cái loại cao, loại lớn thì giá 1,5 triệu, còn cái loại lùng như thế này em bán cho 1,000,000 một cây luôn. Đó. Cái buông dài rất là đẹp luôn ha. Đó. Chi tàn rất là đều luôn. Rồi, lô này giá 1,000,000 một cây. Đó, đây cũng vậy nha, rất là đẹp luôn đây nè. Thì hoành gốc muốn nằm giá mười mấy không nha cô chú? 12-13 ha. Chiều cao mình lấy từ 50-55 đi ha. Tại ngày chắc khoảng 40 ha. 40-45. Đó, rồi mình chuyển theo cái loại tiếp theo qua. Qua mấy bản nha. Loại thứ tiếp theo. Loại tiếp theo hết. Rồi loại tiếp theo chị. Rồi loại tiếp theo là cái lô này là em bán giá 100,000 một cây nha cô chú. À, cái lô này thì em có là cúc hương chùm, đại lộc, dảo Phú Tân, dảo Thu Đức, cúc Thọ Hương. Cái lô này là giá 100,000 một cây, 5 cây em gửi hàng và 10 cây thì em bao phí vận chuyển luôn cô nha cô chú. Đó. Lô này mình lấy 8,000 khoảng bao nhiêu vậy? Chiều cao. Chiều cao cây này chắc nằm giá từ 20-30 chứ gì? Khoảng 25. Cây này là 28 nè. 28. Thì mình lấy từ 25-30 đi. 25-30. Hoành gốc thì 5-6 đi. Đó, củ đế thì rất đẹp, giá 100,000 một cây. 5 cây em gửi hàng và 10 cây thì em bao phí vận chuyển. Lô này tàn là gốc vậy không? Đó. Rồi, xử lý đế, quấn rễ khá em đẹp. Xử lý đế luôn ha, như dạ cây dạo Phú Tân. Đó. Giá thì là 100,000 một cây, loại lớn hơn thì 200,000 một cây. Cái lô này thì mình có mấy loại giống vậy? Dảo Phú Tân, cúc Thọ Hương, cúc Hương Chùm, Thủ Đức, Đại Lộc, 5 giống anh. 5 giống. Dạ. Giá 100,000 cây ha. Dạ, 100,000 cây, 5 cây em gửi hàng và 10 cây thì em bao phí vận chuyển thôi nha cô chú. Mình có thể là lấy mỗi giống một cây ha. Loại tiếp theo chị. Rồi tiếp theo thì em có lô mai dở từ sắn nhỏ vậy hả cô chú? Thì cái chủ mình muốn mua giống ghép ít thì mình lấy cây nhỏ này cũng được. Thì cái cây này thì giá mai dở từ sắn này giá 200,000 cây. 5 cây thì em bao phí vận chuyển luôn nha cô chú. Nè, 2 cây em gửi hàng đó. Rồi, xử lý đế. Đế là cây nào cũng đẹp hết nè. Đó. Đó đẹp nè. Còn cái lô nhỏ này thì giờ đa dạng luôn ha. Thì lô này thì giá 100,000 một cây. Cây đó giống gì chị? Cúc cái này là cúc tự nhiên có quên ngang cúc tân Đa Phúc, dảo Đa Phúc. Dảo Đa Phúc. Trời ơi, từ từ để em nhớ, dảo Đa Phúc. Đó. Đây. Rồi. Thì cái này là giá 100,000 một cây ha luôn ha. Đây cũng có rồi, có dảo Thu Đức đồ này kia luôn nha cô chú. Dảo Đa Phúc cũng có luôn ha. Cúc Đọt Đỏ cũng có luôn nha cô chú. Đó, đây đọt là đỏ. Cũng có cúc Đọt Đỏ luôn ha. Đó, cái lô nhỏ thế này thì giá 100,000 một cây. 5 cây em gửi hàng và 10 cây thì em bao phí vận chuyển luôn ha.
lô nhỏ này ha. Lô nhỏ này. Thì cuối clip thì em mong cô chú anh chị em mình xem cây nào ưng ý thì hãy liên hệ em qua số điện thoại là 0378329282 hoặc kết bạn Zalo, em sẽ gửi hình cho cô chú anh chị em mình xem ưng ý thì chốt giúp em ha. Rồi em xin chào cô chú anh chị em mình nha. Chào anh nha. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem hết video, chọn được cây ưng ý, liên hệ với vườn mai Hương Diễm để chốt cây. Số điện thoại được đặt trên tiêu đề và trong mô tả. Trân thành cảm ơn, trân trọng kính chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.